Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết trên kênh truyền hình văn hóa du lịch Việt Nam Du Thưa quý vị, cho đêm nay và sáng sớm ngày mai tại các tỉnh Bắc Bộ trời nhiều mây và có mưa với lượng nhỏ. Mưa tập trung chủ yếu cho đêm muộn và sáng sớm. Sau đó ban ngày thì mưa giảm, thời tiết tạnh giáo hơn nên nhiệt độ có thể nhích nhẹ khoảng 1 độ. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến ở mức là 30 đến 32 độ. Riêng khu Tây Bắc có nơi đạt được mức là 34 đến 35 độ. Dự báo xa hơn đến ngày 25, một số nơi còn có nắng nóng quay trở lại. Các tỉnh dọc ven biển Trung Bộ từ Thanh Hóa cho đến khu vực Quảng Nam trong 24 giờ tới còn có mưa rông xuất hiện, cục bộ vẫn có nơi có mưa vừa đến mưa to. Trong cơn rông, người dân cần lưu ý cảnh giác với hiện tượng thời tiết cực đoan đi kèm như là tố lốc, sấm sét và gió mạnh. Tại các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Ninh Thuận, Bình Thuận, thời tiết chủ yếu là có mưa vài nơi vào ban ngày. Về chiều tối thì tăng mưa rông ở diện giải rác, tuy nhiên lượng mưa được dự báo là không quá lớn. Với nhiệt độ từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày mai chủ yếu không vượt quá mức là 32 độ còn phần phía nam của khu vực nhiệt độ cao hơn khi đạt được mức là 32 đến 34 độ. Khu vực tây nguyên và nam bộ gió tây nam có cường độ trung bình nên trời giảm mây có mưa mưa sẽ xuất hiện với lượng khá và trên diện rộng chủ yếu là vào lúc chiều tối và đêm trong cơn rông bà con cần đề phòng có gió giật mạnh ban ngày trời có nắng gián đoạn và cường độ nắng ở ngưỡng vừa phải với nhiệt độ cao nhất trong ngày tại cả tây nguyên và nam bộ đều đạt được mức là 31 đến 33 độ riêng một vài nơi tại khu vực miền đông của Nam Bộ có thể chạm mức nắng nóng nhẹ với nhiệt độ ở ngưỡng là 35 độ. Thưa quý vị, nếu có dịp đến với Phú Yên, các bạn hãy đến với cao nguyên Vân Hòa, nơi đây được ví như Đà Lạt của tỉnh Phú Yên. Vân Hòa nằm ở độ cao khoảng 400m so với mực nước biển. Du khách đến đây sẽ phải choáng ngợp trước cảnh tượng rừng núi bạt ngàn cây xanh với hồ và thác nước rất đẹp. Khí hậu nơi đây được thiên nhiên ban tặng mát mẻ nên được nhiều du khách chọn là điểm dừng chân nằm cách xa thành phố nên không khí trong lành, không bị ảnh hưởng bởi khói bụi vô ào của cuộc sống đô thị. Nơi đây còn được chứa đựng trong mình những di tích lịch sử như là nhà thờ Bắc Hồ, hội trường mùa xuân đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là khu di tích lịch sử quốc gia vào năm 2008. Bạn cũng có thể khám phá vùng đất phía đông của dãy Trường Sơn Hùng Vĩ, nhân chứng của hai cuộc kháng chiến. Ngoài ra, do khí hậu mát mẻ cùng với đất đỏ ba gian nên rất phù hợp để cây ăn quả phát triển. Đến đây bạn sẽ phải ngạc nhiên khi bắt gặp những cây trái mọc một cách tự nhiên mà không có bất kỳ tác động nào từ bàn tay của con người, nhưng chúng vẫn sinh sôi, đơm hoa kết trái, sai chữ cảnh. Những hình ảnh trên cũng xin phép được khép lại bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại!